Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ còn lớn vẫn nhớ về ngày xưa. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vỗ về. Chào mừng quý vị khách quý, quý vị đại biểu đã về dự buổi lễ với nhà trường ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt trường mầm non quốc tế xin được gửi tới tất cả quý vị đại biểu, quý phụ huynh, các thầy cô giáo và các cháu học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào đón hân hoan nồng nhiệt nhất. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Loan, đại diện quỹ đầu tư Đắk Lắk. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Trung Hoàng Giang, Hội trưởng Hội Phụ huynh Trường Mầm non Quốc tế. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có cô Lê Thị Vui, Hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu phó nhà trường. Và đặc biệt là sự có mặt của quý phụ huynh cùng toàn thể các thầy cô giáo và các cháu học sinh trường mầm non quốc tế cũng có mặt đông đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chào ơi sao thiệt thà. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về. Giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa.